Ngày 22 tháng 7 năm 2023, nhân mùa An cư Kiết Hạ, Phật lịch 2567, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 7 đoàn đến thăm lãnh đạo, ban chức sự và sách tấn chư hành giả tại các trường học tập trung trên địa bàn thành phố. Theo đó, sáng nay, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo An cư Kiết Hạ Phật lịch 2567 đã tổ chức đến thăm khuyến tấn chư hành giả và cúng dường 51 trường hạ tăng ni. Theo thống kê từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, mùa An cư Kiết Hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 có 7.352 tăng ni đang an cư Kiết Hạ trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện. Theo đó, đoàn 1 do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo An cư Kiết Hạ Phật lịch 2567 làm trưởng đoàn. Đi cùng có Hòa thượng Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tháp tùng. Tại các trường hạ, Chư Tôn Đức nghe báo cáo sơ lược về tình hình tu học và các thời khóa tại hạ trường. Cụ thể, có 640 hành giả an cư tại trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thanh Tâm có 379 vị, trường hạ Thiền viện Quảng Đức có 30 vị, trường hạ chùa Dược Sư có 120 vị, trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương có 150 vị, trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang có 100 vị, trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm có 150 vị. Tại các trường hạ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm hoan hỷ khi thời khóa tu học của hành giả rất nghiêm mật và có các buổi học pháp đã cung thỉnh Chư Tôn Đức trong Ban trị sự Phật giáo thành phố về giảng dạy, tạo nên một đạo tràng trang nghiêm hòa hợp trong mùa an cư. Hòa thượng cũng nhắc lại ý nghĩa của mùa an cư Kiết Hạ và đã sách tấn đến chư hành giả tầm quan trọng của việc tu hành của chúng ta là cần phải học giáo lý, hiểu giáo lý và thực hành đúng theo giáo lý thì chắc chắn đạt kết quả. Cầu mong trong mùa an cư Kiết Hạ năm nay, chư hành giả sẽ chứng ngộ được những điều hay nhất để chia sẻ với những người đi sau. Cũng trong chuyến thăm khuyến tấn chư hành giả, phái đoàn đã đến Quan Âm Tu Viện số 384 Trường Sa, phường 2 quận Phú Nhuận, dân hương tưởng niệm lễ tiểu tường, cố ni trưởng Thích Nữ Như Giác, diện chủ Quan Âm Tu Viện.